Hello anh em, hôm nay tiếp tục là chia sẻ cho anh em một cái siêu phẩm của dòng gaming, phân khúc là 20 triệu quay đầu. Thì anh em phải chốt nhanh cái thời điểm này mới kịp. Anh em tự thưởng cho nhau, một em gaming 3 để vừa cày vừa giải trí. Máy mới thì anh em vẫn biết bên mình là chuyên hàng mới 100% nhập từ Mỹ về, xịn sò nguyên niêm phong như này. Thì mình sẽ không nói cái yếu tố này nữa, tại vì nó là khẳng định luôn rồi. Túm lại là hàng xịn nhất nhập từ Mỹ về. Và chủ thể chính là anh em tự thưởng cho nhau. Bọn em Gaming 3, ID Pack. Mình khui máy cho khách thì rất nhiều rồi. Nhưng mà đây là đầu tiên là mình tự khui máy bản thân. Đây mình là chiếc ID Pack Gaming 3. Cảm xúc thế nào bạn ơi? Tự thưởng cho mình một phần thưởng đầu xuân, cảm xúc thế nào? Toàn bóc tem cho khách thì hôm nay được bóc tem của chính mình. Hôm nay thì chỉ bóc tem một người khác thôi. Nhưng hôm nay thì là chính sản phẩm của mình tự mua. Sản phẩm của công ty đặt từ Mỹ về. Nên là mình rất vui là khi được tự tay mua sản phẩm của công ty mình. Lần đầu tiên lần đầu tiên bóc tem. Còn lần mấy lần trước là không được bóc tem. Không bóc tem nhưng mà không tem hộ người ta thôi. Ok, và việc chính thực chất là đồ nghề công ty thì đồ nghề làm tại công ty là công ty đầu tư rồi, nhưng mà toàn thử hàng máy chạm thôi, săn hàng hệ máy chạm là bị bóc tem rồi. Hôm nay anh em sẽ tự thưởng cho mình phần quà đầu xuân, lộc đầu xuân. Nay cũng là ngày thần tài tới anh em, cảm ngẫu hứng lên này làm em châu cày về. Cũng là nhân dịp để chia sẻ luôn là bên mình vẫn còn ngày hôm nay ngày cuối cùng để anh em mà nhận lì xì 1 triệu khi bóc tem laptop tại Hà Nội đó. Ok, tổng quan như này đó. Ít nữa mình sẽ chia sẻ một chút về cái sản phẩm đây, tổng quan như này. Em lia qua các cổng kết nối chứ nào. Đó, phía sau là dàn loa sau, dàn tản nhiệt. Đầy đủ các cổng nhiệt đằng sau cho mình. Đầy đủ các cổng chuyên dụng cho anh em. Xem bên kia có khách đọc thẻ nhớ không, hay là người ta cắt đi rồi. Bên kia có. Dòng game thì thường người ta ít để lắm, đúng không? Hoặc dòng nhỏ. Rồi, tổng quan em bóc nốt ra đi. Chủ thể chính là bóc tem máy của mình thôi, không chia sẻ nhiều về những yếu tố khác. Chút nữa thì mình mượn một chút trên tay nhanh. Cảm xúc tự bóc tem sản phẩm đầu tiên của mình. Ok, bật xem có lên không. Vừa cương vị là đồng nghiệp, máy hỏng rồi. Cương vị là đồng nghiệp lại vừa vừa chung niềm vui cảm xúc của chủ sở hữu nên không dám ý kiến nhiều. Trong thời gian mà chờ đợi mà cắm sạc ấy, cắm sạc và để bật lên. Máy mới anh em cũng biết rồi, theo dõi kênh truyền thông thì biết rồi, máy mới mà bật một phát lên luôn là không phải, vẫn phải cắm sạc và kích điện. Đấy là cái yếu tố an toàn cháy nổ của hãng sau này. Đấy, anh em quan tâm kỹ thì tìm hiểu về máy mới 100% tiêu chuẩn thì bạn xem tại kênh YouTube bên Hà Nội Lab, hoặc liên hệ trực tiếp hotline thì sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin là chi tiết nhất để mình có kinh nghiệm kiểm tra cái tiêu chuẩn máy mới 100%. Đấy. Còn này giống còn Thành. Còn máy mới mà bật phát nó lên màn hình luôn, đấy là không phải, khẳng định luôn là không phải là máy mới 100%. Đấy, để cho anh em có cái kinh nghiệm bắn tắt ngắn gọn nhất. Rồi, quay lại cái chủ thể này. Thì là cái phiên bản này là dựa trên cái nền tảng thành công của cái dòng đầu tiên của hãng Lenovo ra, dòng Legion chuyên về gaming. Đấy, thì mình đang dùng một em Legion 5 phiên bản đời mới ra 2019-2020 ấy. Bây giờ vẫn chạy rất là miệt mài. Con đấy là trang bị cái cạc màn hình rời là RTX 1060. Bây giờ nó là thuộc hệ yếu rồi, nhưng mà lúc ra nó cũng là hệ khỏe, công nghệ 4 năm trước mà. Thì cái sản phẩm này mình mới được khui thôi. Mình thấy là dựa trên cái nền tảng thành công của những sản phẩm trước của hãng thì người ta tối ưu tích hợp vào cái sản phẩm này rất là nhiều. Từ cái công nghệ bàn phím này, độ hoàn thiện thân vỏ này, và cái bảo mật đó, bảo mật camera vật lý trên này này, nó có công tác vật lý để anh em chủ động được cái thông tin cá nhân của mình. Một cái hay nữa, ấn một cái thôi. Ấn cái lên đèn sáng là được rồi, không có lại chập chờn nữa.
một cái hay mà anh em hay chọn cái dòng Legion này để làm đồ họa. Dòng Legion dòng IDPad để làm đồ họa đó là nó cho cái khả năng nâng cấp phần cứng rất là tốt. Nó thường là có hai cái khe cắm RAM, hai khe cắm ổ cứng. Có nghĩa là sau này mình có thể độ nó lên được. Đấy, độ trong máy nó chạy tốt hơn, mượt mà hơn. Còn nguyên bản thường hãng sẽ để cái cấu hình là vừa phải để cho cái chi phí sản phẩm nó ra thị trường nó hợp lý để anh em dễ tiếp cận mà dễ được sở hữu. Nhưng mà hãng vẫn mở rộng cho mình khả năng nâng cấp. Nhưng mình dùng chiếc này gần mình nâng cấp cả ra một cứng gắn thêm lên. Máy mới thì nguyên bản nó có cái Windows bản quyền như này. Mặc định rồi bởi đến cái công đoạn là riêng tư thôi, tự bung Win tự khai báo tài khoản của mình. Đấy, trên tay nhanh như cho nghe một chút về hình ảnh con này. Model mới ra, bên mình mới nhập được, em đang đầu xuân 2024 đây. Giá cực tốt, phân khúc dưới 20 triệu có cặp rồi mà chip khỏe. Chi tiết cái sản phẩm này anh em xem trong link ấy, tại vì có cái video nói riêng về sản phẩm này rồi. Đấy, chi tiết về màn hình, cặp màn hình và độ hoàn thiện của máy rồi. Rồi tổng quan. Rồi, bây giờ mình sẽ bung Win thì trong quá trình sử dụng ấy và cái khả năng nâng cấp thì có gì hay mình sẽ chia sẻ tiếp cho anh em. Đây chỉ là chia sẻ cái thông tin máy mới mà giá cực kỳ tốt cho anh em thôi, tiêu chuẩn nhập từ Mỹ về. Tổng quan. Quay trên cái lưng về sau. Quay ạ. Ơ em rút điện thì ra được, rút sạc ra được, rút thoải mái luôn. Không sao. Rút đấy, thoải mái rồi. Đấy máy mới nó kiểu như đấy. Nó chỉ cần kích thôi mà, chỉ cần kích cái nguồn vào đấy mà. Nhà độ hoàn thiện tốt đi như con Legion của anh dùng này đông vô rồi. Đây tổng quan phía sau cho các bạn cận cảnh của xem. Đấy, Lenovo ấn tượng nhất là hệ thống tản nhiệt người ta đẩy hết ra phía sau, nó không ảnh hưởng đến không gian làm việc của mình, và hệ thống kết nối dây người ta chuyển hết sang phía sau, kết nối các cặp nguồn. Xin chào.